Vâng, chào Thanh. Xin cô có thể cho biết thêm về cái trường hợp mà làm thầy bói hoặc là đồng bóng đó để mà dụ dỗ người ta kiếm tiền, nhưng mà trong lúc chính cái bản thân của cái người mà thầy bói đó hoặc là cái bà đồng đó đó thì trong gia đình là bị nhiều cái đổ vỡ, nhiều cái thất bại. Cô có thể cho biết thêm không ạ? Dạ. Xin trân trọng quý chào quý vị khán giả. Tôi cũng gửi đến cho quý vị một người thầy thầy bùa này nữa. Ông này đã là thầy bùa Lỗ Ban. Đó là ông làm thầy bùa rất là 24 năm. Thì khi tôi đi đến cái xứ này đó, thì trước khi tôi đi thì tôi và em gái tôi thì cũng chuẩn bị kỹ lưỡng 3 ngày và cũng cầu nguyện và sửa soạn đồ đạc để đi cũng đi làm từ thiện ở xứ đó. Và cái xứ này thì hoàn toàn thì cũng không có ai mà biết về Chúa gì cả. Và họ ở trong một cái xứ mà sống rất là khổ, vì có tiền bạc bao nhiêu, làm ruộng bao nhiêu thì chỉ có đem tới cho thầy bùa ăn thôi. Tại vì họ nuôi heo họ cũng coi, đi tới ông này coi bói, họ làm ruộng họ cũng coi bói, họ nuôi cá họ cũng coi bói, họ đi hỏi vợ hỏi chồng gì thì họ cũng coi bói, mà có rất nhiều thứ mà tôi không thể kể hết được. Nhưng mà tôi nói nôm na là tất cả những cái điều gì trong cuộc sống của họ liên hệ đến việc làm của họ thì họ đều đi coi bói cả. Và tôi đã quyết định đi đến cái chỗ này. Thì khi tôi đến đây đó thì coi như là tôi nhưng mà trước khi đi thì quý vị, tôi cũng bị thử thách chứ lắm. Trước khi tôi đi thì tôi cũng chuẩn bị kỹ 3 ngày, nhưng mà trước khi mà đi thì taxi đã gọi tới đằng trước rồi, mà tôi chuẩn bị đi xuống quê thì tôi cũng phải chuẩn bị những cái áo quần giống như quê. Thì lâu quá tôi không có những cái áo giống như quê, thì tôi lấy kiếm được một cái áo mà đã sức nút rồi, thì tôi mới đi vào trong cái học may đó, thì tôi mới kéo học may ra và tôi kiếm cái cây kim mà tôi may có hột nút vô. Thế thì lúc đó đó thì tôi mới lấy cái kéo thiệt là dài, tôi để lên trên cái áo mà bị vô ý gấp quá. Rồi bắt đầu khi tôi kết hột nút xong đó thì tôi giật cái áo cho thiệt nhanh, tôi mặc vô đặng mà tôi đi cho kịp. Thì khi mà tôi giật cái áo lên đó thì cái kéo nó sáng xuống cái chân của tôi, nó sáng xuống cái chân ngay chỗ cái này đó, thì nó sâu xuống đến gần cỡ chừng hơn cỡ chừng 3 phân như vậy đó. Thì bắt đầu máu ở dưới cái chân này nó mới xịt lên, nó đỏ hết cái floor, cái nền gạch, rồi nó xịt lên đỏ hết cái tủ lạnh hết trơn. Lúc đó là có em gái tôi đứng chứng kiến, và em rể tôi và đứa con gái tôi trên lầu thì chạy xuống. Thì lúc đó thì tôi hoảng quá, rồi tôi thấy máu nó xịt qua dữ quá, tôi hoảng quá, tôi mới đặt cái chân tôi lên trên cái ghế mà mai đó, tôi mới nói là nhân danh uy quyền của Chúa Giêsu chữa lành cho con nhất định đi, con không bỏ cuộc. Khi tôi buông tay ra đó thì nó lành liền và hết máu, hết chảy liền. Và em tôi đó nghĩ mình, và tôi cũng nghĩ rằng nếu mà mình đi cái chuyến này mà mình đi vô trong đất cày, trong ruộng ở dưới quê mà lội cái kiểu này thì chắc máu nó xịt lên dữ lắm. Mà ta ơn Chúa, khi cầu nguyện nhân danh Chúa là Chúa chữa lành liền. Đó là một cái phép lạ mà tôi nhận được. Trong khi mình đi đánh ma quỷ thì ma quỷ nó cũng dùng nhiều cái để mà nó phá mình, nhưng mà mình đắc thắng, mình quyết định mình đi. Tôi công bố là tôi quyết định đi, không bao giờ bỏ. Và tạ ơn Chúa, khi đến đây thì tôi tìm hiểu được rằng dân làng ở đó làm ruộng rất là cực khổ. Đó, lúa thì không dám bán để ăn, để xài, nhưng mà để dành đó bán lúa, mua bùa. Cái cô này là tên là cô Mỹ. Nhà cổ 5 người, tức là mua 5 cái bùa, mỗi một cái bùa đó là 800 ngàn. 800 ngàn thời bây giờ tức là khoảng 50 đô. Đó thì mua 5 người đó là chúng ta thấy là mấy triệu rồi phải không? Là cái số đó mà làm ruộng thì nó cũng tốt kém rất là nhiều. Và cô đã mua bùa về, cô đeo hết cho cả nhà. Bị sợ ở đó gần sông thì sợ ma nó nhận chìm, cho nên phải ma da nó kéo đó, cho nên là phải mua bùa đeo. Và thờ đủ thứ, thờ mấy bà là ma da, thờ cái gì quá chừng nhiều đỏ trong nhà trong đó, tiền bạc bao nhiêu rồi vô thờ cúng và bùa ngải những cái người này hưởng hết, vì họ không có biết Chúa. Cho nên khi tôi đến đó thì tôi làm chứng cho họ tin Chúa, làm chứng kỳ đó đi đó thì được 53 người tin Chúa và dẹp tất cả các hình tượng trong cái khu đó. Và cuối cùng thì tôi tìm đến cái nơi xào huyệt là ông thầy bùa này. Ông thầy bùa này là ông làm 24 năm thầy bùa, và tất cả những người quê ở đó, dân ở đó là đều ở trong cái sự bùa ngải của ông này. Và khi tôi đến đó thì tôi tìm hiểu và tôi đến tôi và em tôi làm chứng cho ông từ 10 giờ cho tới 12 giờ. Thì ông chính ông thầy bùa và vợ ông
và bà mẹ vợ ổng, và tôi thì đứng bên này đây, rồi em tôi đây, và người bạn của ông này, tức là bà này, là trước kia đó là một người đồng bóng, ở chỗ nào là bà cũng đem tôi, bà nhảy, bà múa, bà hát, bà đồng bóng đó. Và sau này thì tôi làm chứng cho gia đình của bà, chồng bà, và bà trở đi học thần học mấy năm, trở thành mục sư và đã cất một cái nhà thờ tại nơi đây, kế chỗ ông thầy bùa này. Cho nên đây là những cái mà chúng ta thấy rằng họ bị áp đặt bởi những sự họ chưa tìm hiểu được Chúa, Chúa, cho nên họ bị áp đặt và bị áp chế bởi sự thống trị của Satan và những cái chuyện bùa ngải sai trật này. Và khi tôi nói với họ, làm chứng cho họ tin Chúa, thì tôi nói cái gia đình của ông này, ông làm bùa cho người ta đó là làm ruộng được trúng, con cái học hành, rồi làm việc gì cũng hanh thông hết. Nhưng mà chính gia đình ông, con trai ông chết, lúa ruộng của ông đều chết khô chết khát hết trơn, và tất cả những việc làm của ông đều thất bại hết. Thì tôi làm chứng như vậy đó, và tôi nói với mọi người đó, thì ông thấy được những cái điều sai trật của ông và đã làm cho hao tốn của dân làng ở đó. Và cảm ơn Chúa, và ông đã bằng lòng cầu nguyện tin Chúa, ông, vợ ông và mẹ vợ của ông cầu nguyện tin Chúa. Và đó là điều mà tôi tạ ơn Chúa, vì Đức Chúa Trời, công việc của Đức Chúa Trời đến đâu đó thì công việc của Satan bị lùi đi. Bóng ánh sáng đến thì bóng tối phải lùi ra. Và Chúa Giêsu nói, ta là ánh sáng, ta là đường đi, ta là sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề chết bao giờ. Cho nên đây là một điều mà Đức Chúa Trời giải cứu cho ông thầy bùa này ở dưới chùa Nổi, là ở xứ mà có những cái địa danh rất là ghê lắm, cái chùa xứ chùa Nổi, rồi là cái cầu ông Tà, ông Địa, bà Quan Âm, chú xứ gì đặt những cái chuyện đó không à. Cho nên đây là những điều mà chúng ta nên, tôi gọi đến quý vị nên coi lại cái vấn đề này, đừng có để cho ai lừa gạt chúng ta, hãy tin nhận đấng dựng nên mình và đấng đang cầm quyền trên cuộc sống của mình. Người ta nói là sống chết do trời. Giàu có đó thì phước là trời ban, cho nên hãy tìm phước nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Xin chào quý vị.